Xin chào các anh em, nhân lúc mà server đang down thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các anh em về một cái nội dung, những cái kinh nghiệm trong việc mua bán trao đổi tài khoản của Genshin Impact. Đầu tiên khi mà các anh em gõ cái dòng chữ Genshin Impact mua bán lên trên Facebook thì có hàng chục những cái nhóm mua bán trao đổi tài khoản ở trong Genshin Impact. Thì theo mình là các anh em chỉ nên vào trong những cái nhóm lớn mà thôi, tại vì những cái nhóm nhỏ thì khả năng do scammer nó lập nên á. Scammer là người lừa đảo các anh em, nó lập nên là rất cao, rất rất cao. Vì vậy cho nên là các anh em hãy chọn mặt gửi vàng vào những cái nhóm lớn thì đôi khi là cái tỷ lệ scammer lừa đảo trong những cái nhóm lớn nó sẽ thấp hơn. Mình cũng muốn lưu ý với các anh em là cái video này nó có thể làm ảnh hưởng tới việc mua bán trao đổi tài khoản của một số các bạn. Tuy nhiên chắc chắn nếu như mà anh em nào mà trung thực uy tín thì đảm bảo rằng cái video này nó chỉ có hỗ trợ anh em mà thôi, chứ không hề gây bất cứ một cái ảnh hưởng tiêu cực nào đến các anh em cả. Điều thứ hai mình lưu ý với các anh em nha, miHoYo hay là Genshin Impact á, không công nhận cái việc trao đổi mua bán tài khoản giữa các người chơi với nhau. Việc này là chúng ta tự mua bán, tự trao đổi tài khoản và chúng ta tự tin tưởng lẫn nhau mà thôi. Vì vậy cho nên nếu xảy ra bất cứ lỗi gì thì các anh em không thể đem ra kiện miHoYo được. Thậm chí nha, miHoYo còn có quyền khóa tài khoản nếu phát hiện ra tài khoản đó là giao dịch trao đổi mua bán với nhau. Tuy nhiên đó là những cái tài khoản lớn hoặc là mang sức ảnh hưởng lớn thì miHoYo mới làm việc đó. Chứ còn chúng ta thì chắc chắn miHoYo sẽ mắt nhắm mắt mở, lơ bỏ qua và không quan tâm nhiều đến cái việc chúng ta trao đổi mua bán tài khoản với nhau. Ok, đầu tiên nha các anh em, mình muốn chia sẻ là việc bán tài khoản. Hiện tại có rất nhiều những người chơi, dù rất là đam mê, tuy nhiên là mình không có điều kiện để theo đuổi Genshin Impact, thì đôi khi mình muốn bán lại tài khoản cho những cái người tâm huyết hơn, người ta mua. Tuy nhiên cái việc mua bán này thực sự ra không phải là lúc nào các bạn bán bạn cũng sẽ gặp được cái người mua cuối cùng. Đa số là các bạn sẽ gặp những cái gian thương, người ta ép giá các bạn. Thành thật mà chia sẻ là ở trong những cái nhóm lớn về mua bán trao đổi tài khoản thì lần đầu tiên mình mới thấy là có số lượng gian thương nó nhiều đến như vậy. Lần đầu tiên luôn á các anh em. Mình đã chơi rất nhiều game nhưng đây là lần đầu tiên mình mới thấy số lượng nó nhiều đến như vậy. Ok, như vậy để mà định giá một cái tài khoản thì thông thường chúng ta sẽ phải dựa trên những cái điều sau đây. Thứ nhất là số lượng hero 5 sao mà chúng ta có. Thứ hai là cấp độ mạo hiểm của chúng ta. Thứ ba là số lượng hero và cung mệnh của những hero đó. Và cái thứ tư cũng là một cái rất là quan trọng, đó là những cái vũ khí trấn phái của chúng ta. Và có một cái vấn đề quan trọng nữa, đó là cái tài khoản đó đã có nạp nhân 2 bao giờ chưa. Và có một cái nhỏ nữa mang tính chất thêm thôi, đó là số lượng nhựa cô đặc mà chúng ta còn giữ. Về cơ bản, để mà định giá chính xác một cái tài khoản khá là khó, chúng ta cần phải theo dõi thị trường hoặc là chúng ta cần phải chọn đúng được cái người yêu thích cái tài khoản đó của chúng ta. Ví dụ nha, cái tài khoản của các anh em có khi Yalisa Lisa với là Amber cung mệnh 6 đi. Đa số mọi người thì sẽ chê cái tài khoản đó, tuy nhiên đối với mình lại rất là hứng thú với cái tài khoản có những cái con hero mà mặc định cung mệnh 6, vô cùng hứng thú với những cái tài khoản như vậy. Hoặc là cái tài khoản mà có em hầu gái Noel cung mệnh 6 cầm đường cùng của sói đi. Cũng là một cái tài khoản cực kỳ mạnh và có giá trị ở trong cái game Genshin Impact. Như vậy nhìn chung để đánh giá một cái tài khoản trong game Genshin Impact thì phụ thuộc vào cái mức độ độc đáo của cái game đó, cái khả năng mà hình thành đội hình cũng như là những con hero có phù hợp với lại xu hướng hiện tại hay không. Và những cái như là chưa nạp hoặc là nhựa cô đặc vẫn còn nguyên, nó sẽ khiến cho chúng ta tin tưởng vào cái tài khoản đó hơn. Và mình cũng muốn chia sẻ vui thôi. Mình có đọc ở trên cái nhóm trao đổi mua bán thì có một cái bạn chuẩn bị đi bộ đội. Các bạn đó bán cái tài khoản hoàn toàn chơi miễn phí mà Venti cung mệnh 5 các anh em. Của Venti cung mệnh 5 với giá mình nhớ là 1 triệu tư hay là 1 triệu ba gì đó. Ok, quá là hố luôn các anh em. Hố rất là lớn đối với cái tài khoản như vậy. Như vậy là để mà tránh bị hố nha các anh em, thì chúng ta không nên vội vã trong cái việc mua hoặc là bán tài khoản. Một cái tài khoản chúng ta rao lên thì chúng ta cần phải chờ một ít thời gian, và nếu như mà chúng ta thấy nhiều người chơi comment hoặc là cứ từ từ thôi các anh em, và chúng ta đọc những cái bình luận của những cái người chơi khác, trong đó thì chắc chắn sẽ có rất nhiều những cái gian thương và cũng có những cái người chơi nữa, người ta sẽ đánh giá hoặc là người ta chia sẻ cho chúng ta. Và quan trọng nhất nha, nếu mà vừa mới rao bán mà thấy hàng trăm người comment vô mua là các bạn ngưng lại ngay, tại vì chắc chắn là mình đã bị hố rồi. Còn việc mua nha các anh em, chúng ta cũng không nên quá vội vã, chúng ta cứ đăng một cái bài viết lên. Chúng ta cần những cái hero như thế nào, chúng ta cần đội hình như thế nào, có những cái yêu cầu gì, chúng ta đăng lên thì hàng loạt những cái người chơi, những cái đại lý người ta sẽ vào, người ta đưa cho chúng ta cái giá. Như vậy là chúng ta đã nắm được cái mặt bằng chung của cái giá rồi. Thì sau đó chúng ta sẽ tiến hành mua với cái giá chênh lệch không cao so với cái mặt bằng chung giá. Các em lưu ý nha, chúng ta không nên ham rẻ mà mua những cái người không uy tín. Chúng ta cố gắng mua những cái người nào uy tín nhất có thể. Và chắc chắn bắt buộc là phải sử dụng giao dịch trung gian. Không cần quan tâm cái giá trị tài sản nó bao nhiêu.
100.000 chăng nữa thì các anh em vẫn cứ sử dụng giao dịch trung gian, tại vì khi mà 100.000 thì giao dịch trung gian nó chỉ thu phí chúng ta 20.000 mà thôi. Ok, đối với là người bán nha các anh em, mình cần phải xem kỹ cái thông tin về người bán đó. Tiếp theo thì xem những cái hoạt động của những cái tài khoản đó trên Facebook và trên nhóm giao dịch mua bán trao đổi. Thì sau mà khi mà xem xong thì chúng ta đã có những cái cơ bản về cái người bán cái tài khoản cho chúng ta. Thì càng uy tín thì chúng ta cái mức độ tin tưởng của chúng ta sẽ cao hơn. Một tí thôi, chỉ một tí thôi nha các anh em, không có cái gì là chắc chắn cả. Có rất nhiều những cái vụ phốt, những vụ lật tẩy chân tướng thành công ở trên cái nhóm trao đổi mua bán tài khoản Genshin Impact. Giá trị rất là lớn các anh em, thậm chí là giá trị đền bù có 4 triệu thôi, không ăn thua, không nhầm nhò gì so với là cái giá trị giao dịch hàng chục triệu hoặc hàng trăm triệu. Một cái tài khoản mà muốn lấy lại tài khoản thì chúng ta cần phải làm những cái bước như thế nào, chúng ta gửi cho chăm sóc khách hàng như thế nào, thì mình đã có làm cái video ở đó thì các anh em có thể xem ở dưới cái phần mô tả. Các anh em có thể lấy thêm link ở dưới cái phần mô tả để mà chúng ta hiểu biết thêm khi mà chúng ta giao dịch cái tài khoản chúng ta cần phải yêu cầu những cái thông tin như thế nào và chúng ta cần phải nạp thêm một ít nếu như với cái tài khoản mà nó chưa nạp lần nào. Tóm lại nha các anh em, đây là mình nói chung cho tất cả khi mà các anh em giao dịch mua bán ở trên mạng luôn, chứ không nói riêng gì việc chúng ta giao dịch mua bán tài khoản của Genshin Impact cả. Các anh em phải giữ cho mình một cái trái tim lạnh, không nên vội vã trong bất cứ cái việc mua hoặc là việc bán tài khoản. Luôn luôn phải nắm đằng cán và đảm bảo cái quyền lợi chính đáng của mình lên đầu tiên. Không nên ham rẻ nha các anh em. Thực sự những cái tài khoản rẻ thì nó sẽ không tới được đến tay của chúng ta đâu. Đa số thì nó sẽ vô tay những cái đại lý thu gom tài khoản. Ok, cái điều đó hoàn toàn chấp nhận thôi. Tại vì người ta bỏ công ra thì người ta có quyền nhận được những cái thành quả của người ta. Và sau đây thì mình muốn chia sẻ với các anh em một số vụ scam lừa đảo lật tẩy chân tướng thành công trên những cái nhóm mua bán trao đổi Genshin Impact. Đầu tiên là cái việc bạn Việt Nguyễn làm cộng tác viên cho đại lý mua bán trao đổi tài khoản. Tuy nhiên thì bạn đó còn tạo ra rất nhiều những cái tài khoản account clone. Ok, và với những cái phương pháp điều tra của bạn Minh Trần thì bạn đó đã lật tẩy và phát hiện ra đây chính là cái người mà chuyên gia đi scam tài khoản của những người chơi. Tiếp theo, nếu như mà các anh em bấm tìm kiếm cái nội dung scam ở trong cái nhóm trao đổi mua bán tài khoản thì chúng ta sẽ có hàng ngàn cái bài viết về cái vấn đề này, có rất là nhiều những cái thủ thuật, có rất là nhiều những cái kỹ năng mà thậm chí các anh em những cái gian thương hàng đầu vẫn bị scam bình thường. Đừng nói đến chúng ta, chắc chắn là cho dù những cái gian thương hàng đầu chăng nữa vẫn bị bóc phốt, vẫn bị dính. Thậm chí nó có rất nhiều những cái thủ đoạn, kể cả trong cái việc chúng ta hoàn toàn đồng ý chúng ta sử dụng middleman, tức như người là hỗ trợ giao dịch trung gian rồi, thì và nó add luôn cái người hỗ trợ giao dịch đúng nó vào, sau đó nó đá người ta ra và nó lấy một cái tài khoản giả với cái tên giống như vậy nó bỏ vô các anh em. Nói chung là việc trao đổi mua bán ở trong đây nó tiềm ẩn rất là nhiều những cái rủi ro, vì vậy cho nên các anh em phải cực kỳ cẩn thận, cần phải xem xét kỹ mình giao dịch với ai, cái người trung gian nó như thế nào, đúng là cái người trung gian uy tín hay không, và còn phải soi thật sự kỹ. Nhìn chung thì mình cũng chỉ có thể hỗ trợ anh em được đến đây thôi, còn lại thì các anh em phải tự tìm hiểu thêm về những cái thông tin trên mạng. Và mình cũng muốn chia sẻ thêm là trên mạng có một cái bạn bạn rao bán một cái tài khoản ở cấp độ mạo hiểm cấp độ 7 thôi các anh em, nhưng mà có gần như là tất cả các hero cộng với lại tất cả các vũ khí luôn. Bạn rao với một cái giá rất là hời, đâu đó khoảng 15 triệu thôi. Thì sau đó một khoảng thời gian thì bạn lại rao tiếp là cái tài khoản đó là nạp bên ngoài, nạp lậu, và chỉ rao bán với giá 5 triệu hay 7 triệu gì đó thôi. Thì điều đó để mà phân tích cho các anh em là nếu như một tài khoản đã nạp rồi thì cái nguồn gốc nạp thì chúng ta rất khó mà biết được. Rất khó mà biết được, kể cả nạp lậu thì mình cũng đã quan sát cái tài khoản đó cũng khoảng chừng 2 tháng rồi, chưa hề bị bất cứ một chuyện gì cả. Thì ok, nói chung đối với những cái tài khoản giá trị mà trên khoảng 30 triệu qua các anh em thì các anh em cần phải làm hợp đồng, rồi cần phải có những cái gì liên quan để mà chúng ta ràng buộc. Kể cả khi mà chúng ta mua cái xe khoảng 10 triệu thôi thì chúng ta vẫn cần phải ra đăng ký thuế, chúng ta cần phải đưa chứng minh thư này nọ mà. Thì huống chi là cái tài khoản trị giá 30 triệu thì mình nghĩ là nó xứng đáng được nhiều hơn cái xe 10 triệu rất là nhiều. Thì chúng ta cần phải có những cái gì đảm bảo cho chúng ta. Ok, như vậy là server đã mở cửa rồi các anh em, bây giờ chúng ta vào chiến thôi. Còn và cuối cùng thì nếu như mà các anh em có quan tâm tới việc mua bán trao đổi tài khoản thì có thể hỏi mình rất là vui vẻ chia sẻ những cái thông tin mà mình biết được cho các anh em. Ok, bye bye tất cả các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những cái video sau.